Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Quyển Thượng Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Phẩm Thứ Nhất Phật Hiện Thần Thông. Ta nghe như thế này. Một thuở nọ, Đức Phật tại Cung Trời Đao Lợi. Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện xuất đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho lòng chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Khi Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Trời đồng hội họp. Khi Đức Phật phóng ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Niêm Sức, trời Vô Lượng Niêm Sức, trời Niêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông Trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai nõn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đến, ở trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát
từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền. Còn hàng tiểu quả thanh văn, trời, rồng, tám bộ chúng, cùng những chúng sanh đời sau, dầu nghe lời thành thật của Đức Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lại vân đi nữa, cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lao, đá, núi, bụi, bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Di Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đao lợi, vĩnh viễn, không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng xã tử phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, lại trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng xã tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng xã tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng xã tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay tính tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn Nữ cứu mẹ lại thỏa bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp trong thời tưởng pháp. Trong thời tưởng pháp có một người con gái dòng Ba La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, khinh khi ngôi Tam Bảo. Mặc thuở ấy, mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Không bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, ắt phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng các đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ
đầy đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tổ quốc tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng: "Thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi." Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: "Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ chỗ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào." Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: "Ta là Đức Phật quá khứ giác hoa định tự tại vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó, thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo." Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lúc sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: "Xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất." Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: "Cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ của mẹ ngươi." Thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển nó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn màng sắc bay nhảy trên mặt biển, chạy đảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn hoặc chìm hoặc nổi ở trong biển bị các thú dữ rành nhau ăn thịt, lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn dường gươm lùa những người tội gần thú dữ. Rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp bảo thánh nữ rằng: "Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này?" Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: "Đây là chốn nào?" Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: "Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi." Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng?" Vô Độc đáp rằng: "Thì có địa ngục." Thánh nữ hỏi rằng: "Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?" Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được." Thánh nữ lại hỏi: "Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, lại có những người tội cùng với các thú dữ?" Vô Độc đáp rằng: "Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở Diêm Phù Đề, trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó cũng lại không làm được nhân lành nào cả, nên cứ theo nghiệp ác chiêu cảm mà cảm lấy báo khổ ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này. Cách biển đó 10 muôn do tuần lại có một cái biển nữa, những sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng: "Địa ngục ở đâu?" Vô Độc đáp rằng: "Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc ghế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc ghế nữa có đến 1.000 cũng đầy không lường sự thống khổ." Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng:
thân mẫu của tôi mới phút gần đây không rõ thần hồn của người đã ra về chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những việc gì. Thánh nữ đáp rằng thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chấp thay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp và rước xác qua định tự tại vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đặng đều được vui vẻ đồng đặng thác sanh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chim bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước pháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quỷ vương vô độc trước đó, nay chính ông tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát. Vậy phân thân tập hội phẩm thứ hai. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có trăm ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đau Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chúng địa nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Do nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đau Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho chúng nó điều phục bỏ tà về chánh, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng đó hoặc có người căn tánh sáng lạ nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ khắp chúng sanh, mỗi độ khắp những hạng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời và phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân,
hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Này Địa Tạng, ông xem, ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ hóa những chúng sanh can cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra, những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ông cần có chút đây mà gắn độ chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật họ ký. Bây giờ những hóa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm và bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ nhắc nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn hàng hà sa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ chừng bằng mái lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Quý mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Quý mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Bấy giờ Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh, những chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Nghiệp cảm ở quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm thứ ba: Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Sa Phu Nhân chắp tay cung kính hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến bậc thanh hăng, thanh văn và bích chi Phật cũng sai khác như thế. Thế chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm với ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: danh hiệu của những Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: khi có kẻ chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu, xin che ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình
làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại những chúng sanh đó, phải đọa vào vô sáng địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ hợp tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng cửa thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hại người như thế cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ muôn gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Phi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau. Thứ kế có nghìn trăm, danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục hành hơn 8 muôn dặm, thành lớp phần bằng sắt, cao đến 1 muôn dặm. Lửa cháy trên thành, không có chỗ nào hở trống. Trong ngục hành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này châu vi một muôn 8.000 dặm, từ ngục cao 1.000 dặm toàn màu sắc cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lửa đuổi nhau, chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có sườn rộng khắp một muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm chật đầy cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vừa ra như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ giả xoa khác cầm chĩa bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hướng lấy, để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cài vừa trên đó. Lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội. Một ngày một đêm, muôn lần chết, muôn lần sống lại, do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sanh vào cõi khác. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời lại xoay vần sanh nhờ qua cõi khác. Lúc thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục vô gián như thế đó. Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào tạm ngừng dứt nên gọi là vô gián. 2. Một người thọ tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người thọ tội, mỗi mỗi thân cũng đều chật đầy cả ngục nên gọi là vô gián. 3. Những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối xả, cối xay, cưa, tục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt,
Da sóng liền đầu, nước sắc nóng rưới thân, đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời ăn uống nước sắc sôi. Từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt, nên gọi là vô gián. 4. Không luận là trai hay gái, bường máng mọi rợ, già trẻ sang hèn, hoặc là đồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chỉ khoảng một niệm cũng không được, trừ khi hết nghiệp mới được thọ sanh. Do vì liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những kiếp phụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong nghiệp trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Mà Ma Sa Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo đầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Nghiệp cảm của chúng sanh. Phẩm thứ tư, Bồ Tát Vân Chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ra ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu độ tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng độ thoát. Xin vâng Bạch Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt. Mê lầm chướng nạn trải đến số kiếp nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp, độ hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Từ Đại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Đại Vương bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn lược nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Định Tự Đại Vương Bồ Tát rằng: Lắng nghe, phải khéo suy xét đó. Ta sẽ vì ông mà giải bài rõ ràng. Ông vua nước lân cận, vô lượng vô số Na Do Tha Bất Khả Thuyết kiếp về thuở trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí, thành tựu Nhất Thiết Trí thành tựu Như Lai. Ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Phật Thế Tôn. Đức Phật đó họ sáu muôn kiếp, khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo ác,
Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt dìu dân chúng ấy. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật sẽ độ dân chúng ấy, làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện, như tôi trước chẳng độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui, chứng quả Bồ đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là đức nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết chúng sanh tội khổ, thời chưa chịu thành Phật, đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quan Mục cứu mẹ lại vô lượng vô số kiếp, về thuở trước có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng, ngài thân mẫu tôi mất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thời thấy bà mẹ của Quan Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quan Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những việc gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quan Mục thưa rằng, ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và cạch trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá trạnh người đã ăn, thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng, ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Đức Phật, thời kẻ còn cùng người mất đều được phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng tượng Phật, đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó nàng mơ thấy thân Đức Phật sáng chói như hồng núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng mà bảo Quan Mục rằng, chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Chẳng bao lâu sau đó, đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đó buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng, nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo, tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quan Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng, đã là mẹ của tôi, thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng, do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa được thoát khổ. Quan Mục hỏi rằng, những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dầu đến 100.000 năm cũng không thuộc hết được. Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng, nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội, cũng không đọa vào đường ác. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy, như thân mẫu tôi khỏi hẳn chúng tam đồ và hạng hạ tiện và thân gái cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa.
tôi, đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Ly Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà những chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt những chúng đó, làm cho chúng đó đều thoát khỏi hẳn chốn ác đạo địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, vân vân. Những kẻ mắc phải tội khổ, tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới chứng thành, vậy sao tôi mới thành bậc chánh giác? Quan Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng: Này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi khi mãn 13 tuổi đây, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm chí, sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau đó sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Thự Đại Vương Bồ Tát rằng: Vị La Hán phước lành cứu độ Quan Mục thọ đó, nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, thân mẫu của Quan Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát. Còn Quan Mục nay là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn, phát ra hàng hà sa số lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không làm lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ không tin luật nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ ác khẩu, lưỡng thiệt, kẻ hủy bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế, chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiền trí thức, khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khải mông tay, những chúng sanh đó liền nặng thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể cung kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ ngợi khen, cùng dân cúng y phục, đồ ăn, vật uống, các thứ trân bảo, thời người đó trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau, thường ở cõi trời hưởng sự vui thắng diệu hoặc lúc phước trời hết, sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường là vị đế vương trong trăm nghìn kiếp, lại nhớ biết các cội ngành nhân quả trong các đời trước. Này Định Từ Đại Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Những bậc Bồ Tát, các ông phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền, lưu bố rộng ra. Ngài Định Đại Vương bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề, để cho lợi ích chúng sanh. Ngài Định Từ Đại Vương Bồ Tát bạch Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật: Bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao đến ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng: Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện đại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề, ở ta bà thế giới này, vì lòng từ mẫn thương xót cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh tội khổ, đời này
lại quan sát vô lượng kiếp về sau tội khổ cứ lay dây mãi không dứt. Vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề, nơi cõi Ta Bà, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hạ loài sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sao sẻ bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến phụ kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lửa miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được tội ý. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ chặt trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi mọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cuốc dục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm xá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vô bán tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại loài sanh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi lường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao tai kêu bạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo càng hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo họ sanh vào chốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề từ nơi thân khẩu ý tạo nghiệp sai khác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề như thế, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sao lại bị đọa vào địa ngục trải tính nhiều kiếp không lúc nào ra khỏi, không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển thượng hết. Bổn nguyện Địa Tạng đao lợi thiên cung, thần thông hiển hóa độ quần mông, đời ngũ trượt khó không, chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung. Danh hiệu của địa ngục. Danh hiệu của địa ngục phẩm thứ 5. Phổ Hiền hỏi. Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, nay vì hàng trời rồng
cùng tám bộ chúng. Và những chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là những chỗ thọ báo của chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà vùng Diêm Phù Đề này. Xin Ngài nói những sự về quả báo không lành làm cho chúng sanh trong đời sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa Nhân Giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Danh hiệu của địa ngục: Thưa Nhân Giả, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Thiết Giáp, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Hương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàn, lại có địa ngục tên là Thiết Ngu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Thủ, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Nhà Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa Nhân Giả, trong địa ngục Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, như địa ngục Yếu Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Níu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngư, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Huyết Ốc, địa ngục Hỏa Lan. Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có các ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, nhận đến 100.000. Trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa Nhân Giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những việc ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu giường biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ kinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu đến mãi muốn đều phải chịu lấy. Chí thân như cha với con, mỗi người phải đều theo nghiệp của mình mà đi khác đường. Dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lược về những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong Nhân Giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng: Dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi mong Nhân Giả nói ra để làm cho chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này, nghe lời dạy của Nhân Giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa Nhân Giả, những sự tội báo trong chốn địa ngục như thế này, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra mà cho trâu cài lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cục đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tắt vào mình người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thùng là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn rồi phẫn tiểu, hoặc có địa ngục lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt
uốn cắn, hoặc có địa ngục đóng, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục đóng ách lừa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế trong mỗi ngục có trăm nghìn hứa khí cụ để hành hình, đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này đều do những nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuộc rõ cả những sự về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục còn có trăm nghìn hứa khổ sở, vốn là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả hỏi mà nói những sự như thế. Nếu nói rõ cả thời cũng cùng kiếp nói cũng không hết. Như Lai tán thán phẩm thứ sáu, Phật phóng quang nhận bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hàng hà sa cõi nước. Trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bảo khắp cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần vân vân, lắng nghe, hôm nay ta khen ngợi rao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 10 phương thế giới, hiện ra sức oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả tội khổ chúng sanh. Sau khi ta diệt độ hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời, rồng quỷ thần vân vân, nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này, làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều khỏi tất cả sự khổ mà chứng cảnh vui niết bàn. Phổ Quản thưa lĩnh. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản cung kính dắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế, con mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bát bộ và những chúng sanh đời sau. Kính vâng lời của Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lắng nghe, đây sẽ vì các ông mà nói lược về những vị Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phổ Quản Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phổ Quản Bồ Tát: trong đời sau, như có người thiện nam, người thiện, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là ngợi khen, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quản, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, và người đó sẽ được sanh lên cõi trời đa lợi 100 lần, không còn bị sa đọa vào ác đạo. Ví dầu ngày kia phước trời đã hết mà sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn làm vị quốc vương không hề mất sự lợi lớn. Khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và những tượng bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt, vân vân, ngày ngày thường đem hoa, hương, đồ ăn, thức uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báo, vân vân, cúng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó, sau khi mãn thân gái hiện tại, thờ đến trăm nghìn muôn đời về sau, còn không sanh vào cõi nước có người nữ cũng nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ phát nguyện rộng lớn phải thọ thân gái để độ chúng sanh. Nương nơi sức cúng dường Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức đó, thời trong nghìn muôn kiếp không còn thọ thân người nữ lại nữa, thân xinh đẹp lại nữa. Này Phổ Quản Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát chiêm ngưỡng đảnh lễ chừng khoảng một bữa ăn, người đó trong nghìn vạn kiếp họ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời
trong trăm nghìn muôn ức đời thường làm con gái nhà vua, cho đến làm con gái dòng dõi các nhà quan lớn, cho đến làm con gái các hàng đại trưởng giả. Tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng như thế, quỷ thần hộ vệ. Lại nữa, này Phổ Quản, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà đổi các thứ kỹ nhạc ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa một người hay nhiều người, chẳng hạn người đó trong trong đời hiện tại cùng thở vị lai sao, thường được các vị quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, còn không cho các vị cúng dường cung giữ đến tay người đó, huống là để cho phải chịu các việc tai nạn bất ngờ, kinh chê mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau, nếu như có người ác thần và ác thần, ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam, người thiện nữ cung kính, cúng dường ngợi khen, chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích, hoặc ngăn đang ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê hay nhiều người cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm, thời kẻ đó đến sau khi 1.000 đức Phật nhập diệt vì tội báo kinh chê nên còn ở trong địa ngục A Tỳ, chịu tội khổ rất nặng, qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ sanh làm ngạ quỷ, rồi mãi đến 1.000 kiếp sau mới được thọ thân súc sanh, lại phải trải qua đến 1.000 kiếp nữa mới đặng sanh làm người. Dầu đặng làm người nhưng ở vào hạng bần cùng, tật nguyền thiếu xuất, hay bị những nghiệp ác trói buộc vào thân, không bao lâu phải sa đọa vào chốn ác đạo nữa. Này Phổ Quản, khinh chê người khác cúng dường mà còn mắc phải tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự mình sanh ác kiến mà khinh chê phá diệt tiêu tội chướng. Lại nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, trong đời sau, như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gỗ, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được, hoặc đêm nằm chiêm bao thấy quỷ dữ, cho đến thấy những người trong nhà, cho đến thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc bị bóng đè, hoặc với quỷ thần cùng đi, trải đến nhiều tháng nhiều năm, đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, trong giấc ngủ kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều bị nơi nghiệp đạo luận đối chưa rõ là khinh hay trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mắt phàm tục của kẻ nam người nữ không thể biện rõ được việc đó, chỉ phải nên đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng kinh này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bệnh thường ưa tiếc như y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, vân vân. Vì người bệnh cất tiếng lớn mà xướng lên rằng: chúng tôi tên đó, họ đó, nay vì người bệnh này, đối trước hình tượng đem những của vật này, hoặc cúng dường hình tượng, hoặc tạo dựng hình tượng của Phật Bồ Tát, xây dựng chùa tháp, hoặc sắm đèn dầu thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, xướng lên như vậy 3 lần để cho người bệnh nặng nghe biết. Giả sử như người bệnh, như thần thức của người bệnh đã phân tán đến mức chẳng còn hay biết gì nữa, cứ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này, sau khi người bệnh đó mạng chung, thời dẫu cho từ trước có tội nặng dẫn đến 5 tội vô gián, thời cũng được thoát khỏi hẳn. Không sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước, huống nữa là người thiện nam thiện nữ nào tự mình biên chép, hoặc bảo người khác biên chép, hoặc vẽ đắp cho đến bảo người khác vẽ đắp
vị này cổ quản, vì thế nên ông thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ trong một niệm ngợi khen kinh này, hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông nên dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó. Tinh tấn chớ đừng hối thất, thời sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai. Siêu độ vong linh. Lại về nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, như những chúng sanh đời sau, hoặc trong giấc ngủ hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần những đến các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt, đó đều là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc chồng vợ quyến thuộc trong một đời, 10 đời, 100 đời, 1.000 đời về thổ quá khứ, bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không muốn trông mong được phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ não, nên mới về mách bảo với người có tình cốt nhục trong đời trước, cầu mong làm phương tiện gì để cứu khỏi ác đạo. Này Phổ Quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó đối trước chùa tháp, chí tâm đọc kinh này, hoặc đủ số 3 biến, hoặc đến 7 biến. Như vậy kẻ quyến thuộc trong ác đạo kia, đưa mắt trong ác đạo kia, khi đọc tụng đủ số mấy biến, số biến đó, thời sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ ngủ không còn thấy hiện về nữa, khỏi nô lệ. Lại nữa, này Phổ Quản, trong đời sau này, như có những người hạ tiện, hoặc có trai hoặc có gái, nhận đến kẻ những kẻ chẳng được quyền tự do, rõ biết do vì tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó, thời nên chí tâm chiêm ngưỡng hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những người đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, trong 100.000 muôn đời về sau, thường sanh vào bậc tôn quý, không còn phải bị sa đọa vào chốn ác khổ nữa, sinh con dễ nuôi. Lại về nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, về trong thổ quan sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, như có hàng sát đế lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người và những dòng họ khác, như có người nào mới sanh con hoặc con trai hoặc con gái, ngồi trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mới sanh ra đó mà tụng kinh điển không thể nghĩ bàn này, lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Được vậy, thời đứa trẻ hoặc trai hay là gái mới sanh ra đó, nếu đời trước nó có mắc phải tội vạ chi, đều sẽ đặng an ổn dễ nuôi. Còn như nó là đứa nương phước lực đời trước mà thọ sanh, thời đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Ngài thập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa, này Phổ Quản, trong mỗi tháng những ngày 11, 18, 14, rằm 18, 23, 24, 28, 29 và 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, trăm điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà có thể đối trước hình tượng của chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh niệm mà niệm kinh này 1 biến, thời chung quanh chỗ người đó ở đông tây nam bắc trong khoảng 100 gia tuần không có xảy ra các việc tai nạn, còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già hoặc trẻ về hiện tại và vị lai đến 100.000 năm ra khỏi hẳn các ác đạo trong 10 ngày trai kể trên đây, nếu có thể mỗi ngày đọc 1 biến kinh này, thời trong đời hiện tại thường làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật
Này Phụ Quản, vì thế nên biết rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết trăm nghìn muôn ức những sự oai thần rất lớn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh này, hoặc một bài kệ hay một câu, thờ những người đó hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, trong nghìn muôn đời vị lai, thường được sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp, danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bại ngợi khen ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, thôi Phổ Quản Bồ Tát liền bạch cùng Đức Phật rằng: từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế rồi. Song nay vì những chúng sanh, vì để những chúng sanh trong đời sau này rõ biết lợi những lợi ích đó, nên con mới bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bảo ngài Phổ Quản: kinh này có ba danh hiệu, một là Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổ cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ hai. Cũng gọi là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, đây là tên thứ hai. Cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh, đây là tên thứ ba. Do vì ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa nhưng đến nay phát nguyện rộng lớn độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện này mà truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, ngài Phổ Quản Bồ Tát kinh chịu, chắp tay đảnh lễ Phật lui ra. Lợi ích cả kẻ còn, người mất phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi Diêm Phù sanh tâm động niệm không chi là chẳng phải tội. Nếu gặp việc về duyên sự lợi lành, phần nhiều tốt khối thất tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác, thời duyên sự chẳng lành thời lại lần lần thêm lớn. Những người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả hàng thiện, vì hàng thiện trí thức đó có sức rất khỏe mạnh dìu đỡ người ấy, làm khuyên người ấy gắn mạnh chân lên ra khỏi chỗ bùn lầy. Ra khỏi vùng lầy đến chỗ bằng phẳng rồi, thời phải nghĩ nhớ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng có đi vào đó nữa. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác, bắt đầu từ mãi muốn dần đến nhiều vô lượng. Khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy, sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân, cùng hàng thân quý vì kẻ đó mà tu tạo phước lành, giúp tiền đồ cho người đó, hoặc treo phan lọng, hoặc chuyển lọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật, vân vân. Hoặc cúng dường hiền thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, làm cho một hiệu thấm vào lỗ tai người đó, hoặc làm cho nơi bổn thức được nghe biết, cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo xoay suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải đọa vào ác đạo. Song nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, nên các nghiệp tội của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, hoặc sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng nhiều quả vui, mà hạng thân quyến hiện tại cũng được vô lượng điều lễ. Vì lẽ trên đó, nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng bát bộ
cùng chúng thiên nhân vân vân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Ngài Lâm Chung, kẻ thân thuộc chớ có giết hại và chớ có gây tạo những nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì những việc giết hại cùng tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm nghiệp duyên cho người đó, làm cho tội của người đó càng sâu nặng thêm. Giả sử người chết đó hoặc đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sanh lên cõi trời, cõi người, nhưng bị vì hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân chẳng lành đó, làm cho người chết đó bắt lấy ương lụy phải đối biện chậm sinh vào đường lành. Muốn gì là người chết đó lúc sanh tiền chưa làm được nhân lành nào cả, thời đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà phải bị sa đọa vào ác đạo. Hoàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã bao ngày, đồ vật mang vác nặng hơn 100 cân, lại gặp người lân cận gửi một ít đồ vật làm cho người xứ xa đó càng nặng nề thêm, càng khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ở nơi trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm việc lành cho đến chừng bằng sợi lông, giọt nước, hạt cát, một bãi bụi nhỏ, thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được hưởng sự lợi. Trưởng giả bạch hỏi, khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương. Ông chắp tay cung kính mà bạch cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quý thuộc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo nhân duyên công đức cho đến khiết trai cúng dường, làm việc phước lành, thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh ở hiện tại này cùng thổi vị lai sao, nhưng nơi oai thần của Đức Phật mà nói về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại và vị lai lúc sắp mạng chung mà nghe đặng danh hiệu của một Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát hay một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả. Như người thiện nam cùng thiện nữ nào lúc sanh tiền không gây tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, thời khi mạng chung hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lợi, làm tất cả các việc về thánh đạo, thời trong 10 phần công đức người chết hưởng nặng, thời trong 7 phần công đức người chết hưởng nặng một phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành, thời sẽ đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vô vẫn mịt mờ không rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngay như biết họ ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả, khi thẩm định xong thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết chắc ra làm sao đó, thời đã nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp đã mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm 5 tội vô gián, thời phải đọa vào đại địa ngục chịu nhiều sự đau khổ trong 1.000 kiếp muôn kiếp. Lại vậy nữa, này ông trưởng giả, sau những khi những chúng sanh phạm tội như thế mạng chung, hàng thân quyến
có làm chay để giúp thêm phước lành cho người thân quyến đó thời khi khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm. Chớ có đem nước gạo, lá rau, vân vân đổ vãi ra nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng Tăng thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép và chẳng được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó trọn không được mãi phước nào cả. Nếu như có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, thời trong 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn, thời được như thế, kẻ còn người mất đều đặng phước lợi cả. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế xong, tại cung trời Đao Lợi có nghìn muôn ức na gia tha chúng sanh trong cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề. Ông trưởng giả đại biện vui mừng, làm lễ vâng lời dạ, làm lễ mà lui ra. Các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, Diêm La Vương cùng Quỷ Vương vân tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng vị Quỷ Vương cùng với vua Diêm La đồng đến nơi cung trời Đao Lợi. Các vị Quỷ Vương đó là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Hổ Quỷ Vương, Huyết Hổ Quỷ Vương, Sức Hổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điển Quang Quỷ Vương, Lăng Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phụ Thạch Quỷ Vương, Chủ Ha Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Súc Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tập Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi Xoa Vương, Đại Kỳ Lợi Xoa Vương, Anatra Vương, Đại Anatra Vương, những vị đại quý vương như thế, vân vân. Mỗi vị đều có trăm nghìn ức quyến thuộc, trăm nghìn quyến thuộc cả thải trong cõi diêm phù đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đứng cung trời Đao Lợi. Vua Diêm La bạch Phật. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi, mà cũng là vì chúng con đặng phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đức Phật bảo vua Diêm La: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc và tội khổ, ngài không từ mệt nhọc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đặng thoát khỏi tội báo không bao lâu lại đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương vào ngài để được giải thoát mãi mãi. Cuối xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật Sản Sở Nhân. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó giải, khó sửa. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp vì những hàng chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát những người bị tội báo, bị đọa vào đường ác lớn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện làm cho chúng sanh đó nhớ biết các việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi diêm phù đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng nên phải đọa vào ác đạo.
làm nhọc lòng cho ngài Địa Tạng Bồ Tát, phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào con đường giữa kia, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng sư tử, rắn độc, bò cạp. Người quên đường đó, ở trong đường hiểm chỉ còn giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị trí thức hiểu nhiều pháp Phật lạ có thể trừ sự độc hại đó, cho đến trừ quỷ dạ xoa, các loài ác độc vân vân, chợt gặp người quên lạc đường kia muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn mà bảo rằng: này ô hay, này ông kia, có duyên sự gì mà đi vào đường này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể ngăn trừ những sự độc hại chăng? Người lạc đường đó cũng nghe lời nói trên, mới rõ là đường hiểm nạn, bèn muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện trí thức ấy nắm tay dìu dắt, dẫn người lạc lối đó ra khỏi đường hiểm nạn, khỏi các sự độc hại, đến nơi con đường kia được an, làm cho được an ổn mà bảo rằng: này người lạc đường, từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nạn đó. Ai mà vào con đường hiểm đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tánh mạng. Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị thiện trí thức lại dặn thêm: nếu ông có gặp kẻ quen, người thân cùng những người đi đường, hoặc trai hay gái, rồi ông bảo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt và tổn tánh mạng, chớ để cho những kẻ đó tự vào chỗ chết. Vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn đối với chúng sanh tội khổ, muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người, hưởng sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó rõ biết tội khổ trong con đường ác nghiệp rồi, nay đặng được ra khỏi, chẳng còn trở vào nữa. Nhưng người quên đường kia gặp vị thiện tri thức dẫn nhắc ta ra khỏi, không bao giờ còn lạc vào nữa. Lại gặp người khác lại bảo chớ vào đường ấy, tự nói mình là người quên đường nên đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, trọn không còn trở vào đường đó nữa. Nếu còn đi vào đường ấy nữa thời là còn mê lầm, không biết là đường hiểm nạn mà mình từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi tổn tánh mạng, như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện dẫn dắt, làm cho được họ thoát khỏi, làm sanh lên cõi trời, cõi người, nhưng cũng vẫn trở vào đó nữa. Như người đó, như chúng sanh đó, kết nghiệp ác quá nặng, đọa vào chốn địa ngục, không lúc nào ra khỏi. Quỷ vương bày thiện nguyện. Bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi vị đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quý phục chúng con đi qua thế giới ác nhiều lành ít, đi qua sân nhà người, hoặc hành ấp xóm làng, trại vườn buồn nhà, trong đó như có người trai hay kẻ gái nào tu được chút phước lành chừng bằng mái lông sợi tóc, cho đến treo một bảo phan, một tràng phan, một bảo cái, thắp chút hương, chút hoa, cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc đọc tụng tôn kinh, thắp hương cúng dường một bài kệ, một câu kinh, vân vân. Hàng quỷ dương chúng con cung kính làm lễ người đó như kính lễ Đức Phật thổ, các Đức Phật thổ quá khứ đưa hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và kẻ có phần chức trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, không cho những sự tai nạn bất kỳ, cùng bệnh tật hiểm nghèo thình lình, cho đến những việc không vừa ý vào chỗ của các nhà đó, huống là để vào cửa. Đức Phật khen quỷ vương rằng: hay thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiện nam, người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Chủ Mạng trình thưa: khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn,
Bổn nguyện duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề, khi sanh khi tử con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đổi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh không luận là con trai hay con gái, khi mới sanh ra chỉ nên làm việc phước lành, thêm lợi ích cho nhà cửa. Thời hổ địa ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được an vui, hàng thân quyến cũng được hưởng phước lợi. Khi sanh rồi thời nên cẩn thận, chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản mẫu ăn. Cùng nhóm một cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca sang, đàn sáo. Nếu làm tất cả những việc trên đó, có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng màng ăn vui. Vì sao thế? Vì lúc sinh sản nguy hiểm đó, có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mỹ muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con, sớm đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho được an vui mà đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời phải nên làm nhiều việc phước lành để đền đáp công ơn thổ địa. Trái lại hội họp các hàng thân quyến, vì lẽ này đã phạm tội lỗi ắt phải tội họ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu phước lại người trong cõi Diêm Phù Đề, đến lúc mạng chung không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Muốn gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo cõi phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có trăm nghìn vị quỷ thần trong ác đạo hóa làm hình cha mẹ, dẫn nhắc thần hồn người chết làm cho đọa lạc vào chốn ác. Huống chi là những kẻ lúc sanh tiền là thằng sẵn tạo nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cùng tai không còn thấy nghe gì hết. Hèn thân quyến của người mạng chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, đọc tụng tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, làm sự cúng dường lớn, thời có thể làm cho người ấy không còn bị đọa vào chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần hãy đều lui tan cả hết. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hại người ấy chừa năm tội vô gián cùng tội sát hại, những việc ác nho nhỏ đáng phải xa vào chốn ác đạo đều đặng thoát khỏi cả. Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra thời lời nguyện lớn ở trong sanh tử, cứu độ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Như vậy đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông nên nhớ lời nguyện đó, làm cho chúng đều đặng giải thoát mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sanh lúc tử đều làm cho được an vui cả. Chỉ mong chúng sanh lúc sanh cùng lúc tử nghe theo lời của con đã nói trên, thời đều được giải thoát, được lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trong trăm nghìn đời làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sanh khi sanh cùng khi tử, đó là bậc Bồ Tát đại sĩ. Vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thật thời không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai. Nước đó tên là An Lạc, cõi đó tên là Tịnh Trụ, họ mạng của Đức Phật đó.
đến số kiếp không thể tính đếm được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn đến được. Hàng trời cùng người được vị đó độ thoát, đến số không thể hạn được. Danh hiệu của chư Phật, xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử hưởng lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà chỉ nói những sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc vậy, ông nên nói ngay đi, giả sử ông có thể sớm làm được việc đó, ta giàu có vào niết bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ của Đức Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền nhận siêu vị tội sanh tử trong 40 kiếp, muốn nữa là thấy hình tượng cúng dường tán thán, người này đặng vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sa kiếp về khổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bổ Thắng Như Lai. Như nó có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật chừng trong khoảng thải móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh lạnh chánh giác, lại về khổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Khi có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lỗ tai, người này sẽ được 100 lần sanh lên 6 tầng trời cõi dục, huống là chí tâm sinh niệm. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tán thán, người này nơi pháp hội của một hình Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh về cõi trời cõi người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bửu Như Lai. Nhưng có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, không trọn không còn sa đọa vào ác đạo, thường ở cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Tại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Hay có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đặng quả La Hán. Lại vô lượng vô số kiếp về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời, ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thổ quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời sẽ được hằng hà chư Phật nói được nói nhiều pháp màu cho. Lại về thổ quá khứ có Đức Tịnh Nguyện Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Ngụy Diệm Phật. Có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng khỏi vị lai, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc người nam, hoặc người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, thời sẽ được vô lượng phước lợi, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Kẻ nam người nữ đó lúc sanh lúc tử được nhiều phước lợi, không còn bị sa đọa và ác đạo nữa. Như có người nào lúc sắp mạng chung hàng thân quyến
nhận đến một người vì người bệnh đó mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một đức Phật thời người chết đó, trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp, còn không ra khỏi nặng quả khổ. Nhưng bởi nhờ người khác vì đó mà xưng danh hiệu của đức Phật nên nặng quả khổ cũng lần lần tiêu sạch, huống chi là tự mình xưng danh hiệu. Người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển trung hết, bổn hạnh Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng, châu sáng, độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn, tiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, 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 Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, hoặc có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc có người hưởng phước trong một đời, hoặc có người hưởng phước trong 10 đời, cho đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Cuối xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đa Lợi này, giảng bài về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát thế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyền, câm ngọng, kẻ điếc ngay, mù quáng, những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, nếu các vị quốc lúc các vị quốc vương đó muốn muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ, tự hạ mình tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó, vân vân, tặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó, vân vân, phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên đặng phước lợi như thế này trong 100.000 đời thường đầy đủ các đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau khi có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, thanh văn hay bích chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong 3 kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vị quốc vương đó, trong 10 kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn, vân vân, gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác cùng chung làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường là vua các nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác, đặng như vậy thời tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy to lớn.
rộng lớn vô lượng vô biên. Này Đại Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu tật bệnh và những kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy đặng ăn vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong một trăm kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua 6 tầng trời cõi dục, không bao giờ còn bị đọa vào ác đạo nữa, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ. Rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả. Huống gì cả những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua Chuyển Luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Tại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít căn lành, chừng bằng cá lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lành của những người đó không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi trời cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính, ngợi khen, bố thí cúng dường, thời sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, gặp hình tượng và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn vị chính đó thường làm vua Chuyển Luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau khi có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước, những sự lành như thế không luận là nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó trong 100.000 đời thường được hưởng sự vui hưởng diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc riêng mình được hưởng lợi ích thôi. Như thế thời sẽ được hưởng quả vui trong 3 đời, cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân viên công đức về sự bố thí như thế đó, Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ hóa khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thể nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm hình thân hình để độ chúng sanh. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong 6 đường trải đến kiếp số như số cát trong 100.000 nước sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và vị lai sao, nơi chỗ sạch sẽ trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá
trong chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà vẫn có các khám cái thấp trong đó, như có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đóng đúc nắng hình tượng địa tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chim lễ ngợi khen thờ chỗ người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng vậy cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch được hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay như ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường địa tạng Bồ Tát như thế, thời sẽ được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Đệ Thần lại bạch với Đức Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, như đời sau có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của địa tạng Bồ Tát, lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường địa tạng Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó, không để cho các sự tai họa như nước lửa trộm cướp nạn lớn nạn nhỏ vân vân hãy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít tai bằng, thì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến các thứ như cỏ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lao, gạo thóc, của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Nay ông đã tuyên bày sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, về đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, như chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông ủng hộ người đó, hộ vệ người đó, chứ để các sự tai hại cùng sự không vừa ý vào đến nghe nơi tai, muốn nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có quyến thuộc của Phạm Vương, quyến thuộc của Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên hộ vệ người đó, ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa điện khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Phật dạy sự lợi ích phẩm thứ 12. Thấy nghe được lợi ích phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó từ trên đảnh môn của Đức Phật phóng ra trăm nghìn muôn ước tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn của Đức Phật phóng ra những tia sáng như thế xong rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng,
này tán bộ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng lắng nghe, hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi tuyên bài ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không nuôi sụp hay đạo vô thượng cái nặng chánh xác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ sức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc phải tội khổ trong muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân. Những công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài, con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại cùng thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi là được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cuối mong Đức Thế Tôn vì những chúng sanh thỏa hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng, hoặc nam tử, nữ nhân, hoặc thần, hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc và tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tượng đến ông cùng khen ngợi ông, hờ những chúng ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh nặng chánh xác trọn không còn hối chuyển, thường sanh vào cõi trời cõi người hưởng đủ sự vui vi diệu, khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật họ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót mọi loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng người phi nhân vân vân lắng nghe, hôm nay ta nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, ai ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin ưm lắng nghe. Thấy nghe thêm được phước trời, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong cái thế giới về thuở hiện tại và vị lai sao, có vị trời nào phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc bị đọa lạc nơi chốn ác đạo? Cái vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, hỏi các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn bị đọa vào ba ác đạo. Huống chi là những người thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi đem hương hoa, y phục đồ uống ăn mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi, người bệnh được lợi. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong các thế giới về thuở hiện tại nay và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thì kẻ mạng chung ấy không còn bị đọa vào chốn khổ ba ác đạo. Huống gì là lúc sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cả, nhà cửa, vật báo, y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng với ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe, hàng thân quyến đem của vật đó, vân vân, nhà cửa, y phục, vật báo đó vân vân vì người bệnh mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bệnh đó nếu có tội vạ phải mang lấy bệnh nặng, nếu có tội nghiệp phải mang lấy bệnh nặng, nhờ công đức đó liền tuổi thọ thêm tăng. Còn nếu người bệnh đó có tội nghiệp số mạng đã hết, lại có các tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thải được tiêu sạch, tiên vong được phước. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau
Nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, chết mất cha mẹ cho đến chết mất anh em, chị em. Đến khi người đó khôn lớn, nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh vào thế giới nào, hay sanh về cõi trời nào. Như người đó có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cho đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 17 ngày, đừng khối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, rồi một lần rồi một lòng chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường thời hàng thân quý là sớm phút của người đó. Nếu cho ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính hoặc ra phải chịu đến số kiếp nay, nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm phước của người đó, có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người, hưởng quả quả vui vi diệu rồi, rồi nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân bề về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức thần thông lớn dẫn người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Lại người đó như có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến, luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời đồ món ăn đồ mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ, cho đến cái sự tai vạ còn không hề vào đến cửa, tiếng nữa là vào đến nơi, nơi thân. Rốt ráo rồi ngày đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho nguyện lớn sớm thành lại vậy nữa. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào phát tâm từ rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, cho đến đem y phục vật báo đồ ăn vân vân để cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ nam người nữ đó, mau được thành tựu không bao giờ bị chướng ngại. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cầu 100.000 muôn ức điều nguyện, cầu 100.000 muôn ức sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường ngợi khen hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi phải được thành tựu cả, lại cầu mong Ngài Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi rộng lớn cứu độ mãi cho. Người đó thông sức chiêm bao liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký được trí huệ. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển đại thừa, phát tâm cung kính, muốn đọc muốn tụng kinh điển, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, người những chúng sanh những người đó do vì có nghiệp chướng đời trước chưa được trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Như hạng người này nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đồ ngoại cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tâm, rượu thịt, đài dâm, vọng ngữ và các vị giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày, người thiện nam cùng thiện nữ đó trong sức chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên, rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh, một khi nghe đến một câu, một bài kệ, một khi nghe đến kinh điển đại thừa liền sẽ nhớ mãi cho đến không còn quên một câu, một bài kệ nào nữa. Tai nạn tiêu trừ,
lại về nữa, này Quán Âm Bồ Tát, về trong đời sau như có những người nào cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn, quý thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khoái nhiễu luôn nơi thân, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính niệm đủ một muôn biến từ những sự không toại ý như trên đó, hãy đều tiêu sạch lần lần, liền đặng an vui, đồ ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng thảy đều an ổn vui vẻ, khỏi hiểm nguy. Lại bày nữa, này Quán Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay là qua sông vượt biển, hoặc đi ngang đường hoặc câu gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến. Như thế thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an vui, đều được an ổn vui vẻ luôn. Dầu cho đến gặp loài hùm sói sư tử, nhưng tất cả các thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quán Âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với Cõi Duyên Phù Đề. Nếu nói những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều là ít, thời dầu nói trong trăm nghìn kiếp cũng không thể hết được. Này Quán Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực của ông làm hộ trì kinh này, làm cho chúng sanh trong Cõi Diêm Phù Đề đến trăm nghìn kiếp được hưởng sự an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần hoặc nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột ra, lớn khôn nghĩ đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ bị chẳng đành, âm mố ngài luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ rằng quyến thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát cúi đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng trọn lành, cúng dường kính, cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ác, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, yên phục ăn uống ăn các quả cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tâm, rượu thịt tà dâm cùng dối luống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hỏa hoạn người lì nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chim lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu vị ác thải tiêu ngay, nhẫn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chim ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp tục chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tự khỏi, Quán Âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hằng xa nhiều nước cõi.
dặn dò cứu độ nhân thiên tổng thứ 13. Đức Phật giao phó. Đức Phật lúc đó Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dù cho cái Đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không thể nghĩ bàn của ông trong trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ, hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ước bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào ác đạo, dù là chừng một ngày một đêm, muốn nữa là để cho chúng đó bị đọa vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ cho đến nghìn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề phần nhiều quen theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành nhưng không bao lâu liền hối hất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Chính vì lẽ đó nên ta phải phân thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành trong Phật pháp chừng bằng sợi lông, mãi trần hồ cát giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông hộ vệ người đó, làm cho người đó tinh tấn lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ đừng để họ phối thấp lại về nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà họ báo vào chốn ác đạo, đến khi bị họ báo bị đọa vào chốn ác đạo vừa đến cửa ngục, nếu như chúng sanh đó có thể niệm đặng danh hiệu của một Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, thời ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt chúng sanh đó. Ông nên hiện trước kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kể rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát vân chỉ tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với Phật pháp mà có một niềm cung kính, con cũng dùng trong nghìn phương tiện để độ thoát người đó, làm cho đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống là nghe các việc lành rồi lại luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không còn hối chuyển. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc ngày Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Thế Tôn ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến các hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy sẽ đặng bao nhiêu điều phước lợi, quý mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lượt vị ấy cho 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau: một các hàng trời đồng hương hộ niệm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chứa nhóm nhân vô thượng của thánh; bốn, mãi không còn thối thất đạo bồ đề; năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ; sáu, những bệnh tật không đến nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và nước; tám, không có bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đến sanh lòng cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hộ vệ; mười một,
đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng, biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều giúp sạch. 20. Các vị về ác đạo đều trừ sạch. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự chướng ngại. 22. Đêm nằm, chim bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước thời được sanh về khỏi vui trướng, vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Căn tánh lanh lợi thông minh. 27. Già lòng tự mẫn. 28. Rút ráo thành Phật. 7 điều lợi. Lại về nữa, này hư không tạng Bồ Tát, những hàng trời đồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổ nguyện của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lễ, thời sẽ đặng 7 điều lợi. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Vì nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không hối thất bồ đề. 5. Bổn lực tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rút ráo thành Phật. Đại hội tán thán. Bây giờ bất khả thuyết, bất khả hỏi thuyết, tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó. Nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bài những sức oai hần, chẳng hạn nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đau lợi rưới vô lượng hương hoa, thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát cũng nguyện quyển hạ hết. Bổn thể Địa Tạng so nhân trong kinh, tàn tật căm ngộng do tiền sanh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sang báo vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng, nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao Lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sao chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời Atula giả xoa thải, đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp chiến thường còn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, thường xin định phục để xuất thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô tồi tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni So ha.